Đây là đúng bài các bạn. Ừ. Ê rắn nha. Đấy các bạn. Hôm nay mình xuống đây thì mình đã giải thoát được em nó nha các bạn nha. Ê các bạn thấy nha. Giờ hôm nay mình không thịt nữa các bạn nha. Hôm nọ mình thịt thì con hơi nhỏ, hôm nay con to hơn mà. Mình sẽ thả nó sinh tồn các bạn nha. Đây đi, để thả cho nó về rừng. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình lại có clip ra cho mọi người xem nha. Mọi người xem mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Hôm nay anh em mình sẽ đi cách ly các bạn. Cách ly Covid-19. Mình sẽ đi mấy ngày nha. Nếu mà các bạn xem mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Đây bắt đầu, đây là ngày đầu tiên các bạn nha. Đây anh em mình bắt đầu đi cách ly nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Đi, đi thôi anh em mình đi thôi. Anh em mình sẽ đi cái nỉ ở dưới giếng các bạn nha. Đây này, ui giếng à. Đấy nha, đi anh em xuống giếng cách ly nha. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhá. Đấy. Đây các bạn ơi, đây có cái giếng các bạn nha. Mình sẽ cho đây và thử đi xuống giếng các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ thử đi xuống giếng các bạn. Sầu về đây. Này, xuống đây. Dây dài, về gọi điện báo về nhà trước đi. Gọi điện về nhà nhanh trước đi. Báo chứ. Cái lúc anh làm sao thì còn đấy, sợ dưới đấy nhỉ, có ma gì đấy chứ các bạn. Đấy nha các bạn này, mình sẽ buộc dây vào cái cây bồng này nha. Các cụ ơi, cho con 9 mét là cho con buộc dây đây nha các cụ nha. Ui. Mày đi mà sao? Ui. Đấy các bạn, mình sẽ xuống giếng nha các bạn nha. Nào. Các bạn ơi, mình sẽ xuống giếng nhé các bạn nhá. Ui nó cái giếng này, bật đèn này. Ui. Ui con rắn, ui con rắn. À, con rắn. Con rắn mà. Con rắn. Ui rắn. Ui. Cô rắn to lắm các bạn ạ. À. Cô rắn. Cô rắn. Để mình bắt nhé. Ui giếng. Mình sao xuống đây lại hết nước rồi. Đây các bạn ơi. Đây là dưới giếng rồi nhá. Đây mình vừa thấy con rắn rồi. Đây. Ui. Ui các bạn này. Ui. Ui con rắn này. Ui rắn này. Wow. Ui con rắn nó chắc là nó đi nó bị nạc ở đây các bạn ạ. Ui, cái giếng đây nhá. Bạn này. Ui, không bị rắn rắn gì đấy. Ui. 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 Đây, đang kia thử các bạn. Đây, dưới giếng các bạn nhá. Dưới giếng. Ui, cái giếng. Đây. Ui, sợ quá. Bạn này. Mình sẽ các bạn cùng đợi mình đặt góc máy quay nhé. Đây, dưới giếng này các bạn. Ui, rắn to thế. Rắn nó nằm ở góc kia. Đấy các bạn. Đấy nhé con rắn nhé. Trời hơi tối các bạn. Đấy. Đây dưới giếng này mình xuống đây nó lại hết nước các bạn. Giờ bắt được gì được đây. Đây. Bắt vào đây. Đấy cái nào. Nó đang nổi da các bạn. Thôi, bây giờ bắt cái gì được? Bắt cái gì được bây giờ? Hả? Tìm cái bao. Ui ui ui. Ui trời. Anh bắt được tay. Ui trời. Đấy, bọn em được cái bao.
ui 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 ui. Ui. Anh em mình hôm nay sẽ không thịt nha các bạn nhé. Mình sẽ phóng sinh không biết là rắn này có được cắn trên người không ạ. Đây, có ăn không ạ? Ui, ui, trên dưới này. Đây các bạn, dưới này còn dễ lắm. Ui, dạo, các bạn thì dạo. Ui, dạo ngon luôn nha các bạn nhé. Ui, ui. Đây. Ui, đây, đây nhá, mấy anh em mình trên kia nó đang hóng gì kìa. Chẳng hát này à. Mình đã đáp xuống đây có nước mà thế nào lại xuống đây lại không có nước các bạn. Anh em mình không phải xuống đây cách ly. Ủa, xuống đây cách ly rồi đấy, xuống đây. Xuống đây. Ở gì? Đứng đây. Cái anh ấy chân cho vai xuống lên mà đứng đây. Bỏ chân dép ra. Dép gì? Tí anh buộc cái hút đây. Nên xuống đây cùng. Ừ, các bạn này, mấy thằng này nhát nó không xuống này. Ghê hết rồi. Đây. Xuống đây ngồi ăn uống ở dưới này cho nó cũng bản chất. Đây mình review cái giếng ở dưới này nhá. Ăn dễ cây các bạn. Giếng của ngày xưa các bạn. Tỷ năm ngày thì tỷ năm trước cái tôi đào điều của con gì đây con người cắp đây con chắc chuột các bạn nó bị rơi xuống đây các bạn nhưng mà cách ngồi đáy giếng đây con này cóc ngồi đấy à chắc chuột ngồi đáy giếng các bạn này tầm bốn toàn rễ cây rồi các bạn đây mình mang tiếng xuống giếng thì toàn rễ cây thôi không biết có gì không. Đây có con nữa các bạn. Đây có con nữa. Con nữa rồi. Ui. Hai con. Này. Con rắn vẫn đây các bạn. Rắn dài lắm. Mình sẽ bắt nhá các bạn. Mình sợ lắm. Nào nào. Mình sợ lắm các bạn. Nào nào bắt được các bạn này. Cái này nào nào bắt được. Dài thế. Dài thế các bạn. Nhìn thấy chưa. Các bạn nhìn thế này. Đang lột, nó đang lột da các bạn. Ui, con này chắc chuẩn bị lột để đi đẻ. Con này không biết nó được cái con cái đây. Chắc là nó xuống đây nó bắt con cái chó chuột kia nhưng mà nó bị sa nặc xuống đây các bạn. Ui, các bạn. Đi ra không? Ui, sợ quá. Này, làm nào. Cái gì từ gì đây? Mình tấn độc ấy, rắn này rắn gì thì mình không biết. Ui là con cóc này các bạn. Đây là con cóc này. Ui nằm xuống dưới giếng, đúng là cóc ngồi đáy giếng các bạn. Đây. Đúng cóc ngồi đáy giếng nhá. Đây gọi là chuẩn bài cóc ngồi đáy giếng các bạn. Đây. Đây là có con ếch ngồi đáy giếng mới đúng nhỉ. Lại cóc ngồi đáy giếng hơi sai sai. Ui. Ui nó dài lắm các bạn. Ui vô này nhá. Vừa cắn, nó vừa cắn anh. Cắn, ừ nó vừa cắn. Cắn nhưng mà nó chứ không xước. Ui, con này nó neo lên cây. Ui. Đây dài nó các bạn, để dài chưa. Ui, dài. Ui, nó lại một cái bao. Ui. Ui. Nó nếm năm nào bắt được bây giờ. Đi để lấy đi chặn đầu các bạn. Mình cũng chưa bắt. Nó dình nó đớp mình rồi. Ui, ui nó dình nó mổ mình. Ui, ui. Ui, ui, ui. Nó tấn công mình các bạn. Ui, 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 tấn công mình. Này nào nào. Nó tấn công mình các bạn. Đây các bạn nhé, nhìn nó tấn công. Ui, tấn công mình. Ui. Ui. Tấn công mình. Ui. Ui nó phè. Ui nó phè. Ui nó rít nhá, nó rít này. Ui nó rít nhá. Thế các bạn nghe tiếng nó rít không? Sẵn thời thời mình bắt. Ui nó tấn công. Ai chẳng lẽ cứ để nó đấy, tôi thả nó lên trên về rừng nhá.
từ từ anh cái cây anh chặn này anh gơi. Nó dít lắm các bạn. Đây mình xuống giếng. Mình đi đánh giếng các bạn. Đây là giếng các bạn nhá. Đây giếng luôn. Ok. Lúc nãy mình ấy thì không thấy các bạn. Ui. Mày nên đi kia chứ tao mày nằm dưới đâu. Ui. Anh cẩn thận đấy. Mình đã cứu nó mà nó không biết. Ui. Một tay cầm. Bạn không cả nhé, một tay mình cầm nó quay. Em mình không đâu xuống các bạn. Rồi mình hơi vất vả. Cho mày lên rồi mày. Rút thế. Đi các bạn nhá. Mình sẽ. Ai. Đây, mình sẽ túm được nó rồi các bạn. Đây các bạn. Cầm máy quay. Cầm máy quay anh. Tắt đi quay lại. Cầm đi, sợ đi, không sợ. Người giải ra rồi đây. Tớ đây, tớ đây. Em không rắn đâu. Mày nấn tướng mày có sợ gì? Cầm đi. Đấy, ngồi. Đứng nhanh à, đứng nhanh. Em à, mình lên nha. À, quay. Không có lên được không các bạn? Em một sát quay. Có một sụp giếng ở đây. Thôi thì em gọi mấy cậu mà mút. Con này mắt trắng giá đi. Đấy nha các bạn nha. Mình vừa dưới giếng lên. Ui. Tối lắm các bạn. Đây đây. May giếng này xong mà lúc nãy mình ném xuống đấy nhiều nước ấy mà giờ lại không có nước. Đấy trên này ném xong một tí mình lại ném thử nhá. Ui. 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 Vàng lắm các bạn. Ui. Nó cắn nó cổ cục. Wow. Wow. Đi nhá. Đây các bạn nhá. Đây các bạn. Mình sẽ cho nó cuốn vào tay xem nào. Đúng bài các bạn. Đây các bạn nhá. Đây là đúng bài các bạn. Đây rắn nhá. Đấy các bạn. Hôm nay mình xuống đây thì mình đã giải thoát được em nó nhá các bạn nhá. Đây các bạn thấy nhá. Giờ hôm nay mình không thịt nữa các bạn nhá. Hôm nọ mình thịt thì con hơi nhỏ, hôm nay con to hơn mà. Mình sẽ thả cho nó sinh tồn các bạn nha. Đây, đi đi đây để thả cho nó về rừng. Đi anh em mình đi để thả cho nó về rừng. Đi con to không các bạn. Đây nha các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn này, mình sẽ thả về rừng các bạn nha. Đi con to lắm các bạn. Đây, mét các bạn, hơn mét. Đấy, nhìn gơi chưa? Trời ơi các bạn, đây mình sẽ thả đi rồi dừng các bạn nhé. Về tự nhiên đi. Bài nhá. Bài nhá. Về với cuộc sống hoang dã mày đi nhá. Đây mình sẽ đi theo nó vài bước cho nó tiễn nó đi về rừng các bạn. Đây mình sẽ thả đi các bạn nhá, xin cho nó sống với cuộc sống tự nhiên của nó. Mình thì đi tránh Covid, của nó sẽ đi tránh những người sát sinh nó nhá. Đấy. Đây. Các bạn này. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình nó bỏ lên kia rồi. Đây. Đấy, giờ nó không muốn đi các bạn. Đi đi. Đi. Ô. Đi lại đi. Đúng rồi, đi đi. Bye bye nhá. Chào tạm biệt. Chúc mày hai em thắng lớn nhá. Rồi. Chúc nó không gặp những người săn bắt rắn nhá. Đây nó đi rồi nhá các bạn nhá, mình sẽ tạm biệt nó. Đây. Anh em mình sẽ ra đây tổ chức ăn uống trên này. Đi lên đây ăn uống trên này đi. Sao gì? Ăn uống trên này sao gì? Đi.
Ôi dày cơ. Em ạ. Mấy thằng kia nó rắn non, nó sợ rắn này các bạn. Mấy em mình sẽ ăn uống ở bãi bãi trên này nhá. Nó bỏ sang kia rồi. Đây mấy em mình bắt đầu đi nhỉ. Trả rồi, đi rồi. Mấy các bạn, cảnh đéo. Đi. Đi, ngồi đây ăn uống đây. Tay ai với đi, tay ai với mình có đi. Tay bẩn. Tay tao. Quên là không lúc mang cái gì đi. Tu. Cắt cái này. Rất thông minh. Sao mình có thể thông minh như vậy không? Ui. Bố có gà bạn. Đấy nha, mình sẽ cắt cái này, mình không ăn cốc vì mình sẽ cắt cái đầu này để làm nắp, làm ca các bạn nhé. Đây bạn. Ui, ca này các bạn siêu đỉnh đấy. Rượu vang đấy. Rượu vang các bạn. Mời các bạn nha. Mình mời các bạn trước nhá. Rượu ngô đấy. Đấy, không được. Đấy, không được. Đấy, đánh đẹp lắm. Hưng ra đây, mà ngồi đây, mình cứ đi. Cái này nó giữ nha, nó không ăn được các bạn nha. Ai vẫn giữ, một tay vẫn giữ được các bạn mới ăn được. Ăn tốt. Đây, tay mình vừa xuống giếng xong các bạn. Quên đúng rồi, không xuống đây lấy rửa bằng nước giếng luôn nhỉ. Tại nhỉ, thấy sao mình ném lại con nước mà lại xuống lại không nước. Thế mình tả. Cách giếng thần. Anh nát, nụ anh nát, xuống con nước đúng không? Nhà thùng ngay đây. Thế sao mà anh xuống lại không có nước? Rồi. Ăn gì biết tính sao? Ăn gì giật nằm con man nó ạ. Mà các bạn ăn cùng mình nhá. Mà bạn ăn quấy nhá. Này các bạn. Này. Này đầu tiên các bạn. Mai mình sẽ tiến mất ăn nha các bạn nha. Ngày đầu tiên mà mang đi được cái cày hai không bao giờ. Hết. Nhưng mà đây có cây sầu không? Các bạn thấy đồng cây cái bãi ở dưới này đẹp không? Đây này. Ngày xưa rừng bây giờ nó chặt đi để nó trồng cây này rồi. Đây, Tuấn Lê không mời các bạn? Tuấn mời sao? Không mời hả? Không mời. Tuấn Lê đang đi chứ bác Phương không gọi lại. Mời Tuấn Lê. Nè, đây này. Anh ngồi không? Tuấn Lê hai quả xoài mà. Ủa? Anh ngồi xuống giếng. Rồi, bữa nay hỏng các bạn. Mình đây hai quả, ăn mấy quả trước. Ra không cảnh nhà các bạn, cách nghi được, mát. Nhưng mà không khí này không có cái gì cả, để không có ai vào đây thì cách ly rất tốt các bạn. Do muốn có cô gái nào muốn cách ly của mình thì hà nội mình nhá, đi đây nhá. Cách ly ở đây thoáng mát, sạch sẽ, khỏe ngoan. Với cái chuyện cam thân xịt tổ đẹp đổ ra mất uống. Mày ấy, em định mua cây mà. Nghĩ là ít ít ít. Ngon ạ. Đi là đi mà có thể tự giãn được bạn. Nhà mình sạch rất là sạch nhá. Đây sạch thật sự là sạch nhờ. Đây cái này nước mưa nó hết rồi, tôi hết rồi sạch. Còn lá. Còn lá các bạn. Đấy là quật. Cái này là nào có gãi đây dẫn nhau à, không phải đường chiếu. Em. Mất em. Mình đi xuống giếng này xem thử thách bây giờ giếng mà cái giếng lại không có nước ạ. Chẳng giếng có nước xuống ấy bơi luôn. Phải, nhưng anh vẫn thắc mắc rồi, anh luôn đáp xuống đáp ấy không? Đáp gạch đấy mới có nước kêu quẳng xuống ấy không nhá. Anh đáp bên đấy xuống. Anh đáp bên đấy xuống chắc nó đau. Rốn. Anh rốn, mà rốn, đáp vào rốn, nó bị rốn hết, chắc hết. Hôm nay mình đi canh đi bạn nhé. Phải đúng đi ở ngày xưa ấy. Ngon. Khoanh này. Có gái người ta mới khoanh thế. Đi. Không có gái khoanh thế. Nhật này lúc nói câu rất là mười. Thử thách đi. Thử thách bài bạch trần. Thử thách gọi nhiệt trần. Nhưng gọi môi ta cơ. Gọi nó chưa đưa nó thực chết. Không sợ, đã sợ chứ ấy. Tao mới ăn
anh ấy. Người lạc rơi lên người lấy. Hay là lấy hoàng lũ vậy. Chồng. Chồng. Chơi sao gì? Chơi nhá. Chơi không? Chơi không? Mẹ mình có mạng. Chơi không? Chơi không phạt thôi. Phạt được kìa. Hát với chồng phạt. Chồng. Gọt vỏ da mình cần nhiều vậy. Thấy nào thì bạn. Đấy phải dạy nhiều bạn. Như thằng béo. Vậy, thằng mình. Ai ai này ngoài. Ai thằng quay đi làm. Quan thế. Này, anh này quan. À người quan. Đấy phải như thế thì bọn nó mới chịu có nàng bạn. Thằng nào phải nàng bạn. Ở đây ta tốt này. Đại đấy. Đây mà. Ai đang chờ mà. Này này, hay là đang ăn gì ngoài xong uống nước này ngoài xong ăn này nhỉ. Ừ đúng rồi. Cái gì vừa ăn rồi. Ai cho đi thì lần sau cho quả gì ngoài hơn nhá. Ai cho thì nhớ lần sau xem được video. Ai phản cứng cho ạ. Mình nói đi thôi, lần sau lại có mà ăn đấy. Để mình có lòng tốt các bạn, mình có lòng tốt cho anh mà cháu mình không ăn. Ngoan, ngoan, nước ngon, mà lê ăn ngon. Lê ăn nhạt, lê hơi nhạt các bạn, lê hơi nhạt. Nói cho coi gì còn ngon hơn nữa, nhớ. Quá hơi nhạt đấy. Chị lại mang rượu đi đâu. Châm tích. Được không? Đấy. Hay mình chơi nằm thử thách ăn trộm dừa. Được. Trộm dừa ai? Đi ăn trộm dừa xem phản ứng của người ta như nào. Được. Cái gì đấy? Cái gì mấy tiền người lạ chứ không hả chơi việc để tính nhẽ thầy ra nói các bạn đấy mình nghĩ cho chơi cho chúng nó không chơi mà tính nhẽ như không bay được lại à. Chồng nhận là đấy biết chơi chơi anh nhận chủ chơi ở đấy đúng là lạnh người ta cũng bay ấy. Như cái bản mặt em bay không ai cho bay là em người lạ mà nhẹ phải chơi tính nhẽ tính nói chưa Ê, tao chưa lo, tao bị dư nên là rồi. Ra rồi, ra rồi. Bạn thế nào? Không biết là cái mì đến tầm nào giờ, mới tầm này đã cảm giác chán rồi nhỉ? Ở đây thì không. Không yên tĩnh. Phải có kiếm trò gì chơi. Này, các bạn, bạn gái mà muốn đi theo nha, mình xuống dưới này nhá. Anh em mình sẽ ngồi dưới này chơi buồn. Cái bạn hôm mà Tuấn gọi nhá, cái bạn Lan Hoang. Đây là hơi đẹp, không cảm thấy hơi đẹp. Mỗi cái ly mỗi cắn này. Ừ. Đây rồi. Đây bạn ăn nó kích bụng rồi các bạn đấy. À, ôi, ôi, ôi. Đây mình đi thử đi một vòng. Đây các bạn lên đỉnh đỉnh đồi nhá. Đỉnh bãi này. Còn con dao. Bạn nhìn dưới. Đây các bạn. Hoa đâu? Hoa gì? Hoa mẫu. Hoa mẫu đơn. Đây không có gì. Này cho bơi. Nhìn chỗ này quen anh. Quen không quen. Chị đây cũng quen. Nhìn mấy chỗ nào? Đây là hôm nọ anh em mình đi vào đây bắt ấy đây. Bắt thịt kiến đây. Bắt gái đây. Úi xe đẹp không? Chết không? Úi địch. Úi cắt xe luôn. Đây bạn. Úi cho xe gì này. Mình đã có xe vào đây cơ. Không. Chắc là đi đường
dưới nha. Đi vào đi. À, mình vào nha các bạn. À không, mình ở đây cách đi quên lại về về nào. Cách đi 24 giờ. Ui các bạn ơi. Ở đây có mồi ngôi mộ cổ các bạn nhé. Ui. Từ các bạn ơi. Ngôi mộ. Các bạn. Ngấy mùi ngô mộ các bạn. À rồi các bạn. Ui, ui. Đấy đi này. Đi này. Đi trước đi, anh quay. Các bạn ơi. Đây, như nhà hoang các bạn. Hình như góc kia còn thằng nào giống như anh sao phải không? Ui! Chạy ơi! Ma các bạn! Ui giống anh! Video của mọi người xem thì thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ em mình nhá. Tôi chào tạm biệt các bạn. Bye. Bye.